Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiếc Bell 505 số hiệu VN8650, dòng trực thăng mang lại trải nghiệm du lịch cao cấp trên vùng di sản, đã gặp nạn khi người cầm lái là một đại tá phi công gần 60 tuổi. Nhân chứng kể lại rằng, máy bay phát ra tiếng động lạ, có dấu hiệu mất lái, bay không ổn định trước khi lao xuống biển. Theo dõi vụ tai nạn hàng không với mức thương vong lớn, Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, nguyên hiệu trưởng trường đào tạo phi công bay Việt, đánh giá lực lượng cứu hộ không có nhiều cơ hội tìm được người còn sống khi phương tiện gặp nạn là một chiếc trực thăng. Với kinh nghiệm đào tạo lâu năm, ông Liên cho rằng lái trực thăng khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ năng của phi công hơn lái máy bay cánh bằng. Giữa một chiếc máy bay cánh bằng chết động cơ và một chiếc trực thăng chết động cơ thì cơ hội sống sót trên máy bay cánh bằng cũng cao hơn. Nhận định của ông Liên là khách quan bởi dựa trên nguyên lý khí động học khác biệt giữa máy bay trực thăng và các dòng máy bay có sải cánh. Máy bay có sải cánh có thể lượng theo luồng khí và hạ cánh theo đường chéo trong trường hợp động cơ gặp trục trặc. Ví dụ kinh điển của nguyên lý này là sự kiện máy bay A320 số hiệu 1549 của hãng hàng không US Airways hạ cánh xuống sông Houston, New York, Mỹ vào năm 2009. Trong tình huống cả hai động cơ phản lực ngừng hoạt động, phi công của chiếc A320 này đã lợi dụng khí động học để đưa máy bay hạ cánh xuống mặt sông an toàn. 155 người, gồm cả phi hành đoàn, bị chấn động mạnh nhưng đều sống sót. Máy bay trực thăng do khác biệt về thiết kế khí động học, gần như không thể liệu khi động cơ gặp trục trặc. Điều này khiến tốc độ rơi của nó ở mức cao và gây ra thương vong lớn. Theo Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, dù không thể liệu như máy bay cánh bằng, chiếc trực thăng vẫn có cơ may bảo toàn được sinh mạng của hành khách dựa vào chế độ tự quay, auto rotation, được kích hoạt khi động cơ hỏng. Lúc này, máy bay tụt độ cao, luồng khí đi lên sẽ giúp cho cánh quạt chính tiếp tục quay và nhờ đó giảm tốc độ rơi. Chuyên gia này phân tích, tuy nhiên, điều kiện để auto rotation là chiếc trực thăng phải đạt được độ cao nhất định. Nói về các trang bị cứu sinh cho máy bay trực thăng, ông Nguyễn Nam Liên cho biết, hầu hết trực thăng không có ghế phóng rủ, tiếng Anh là ejection strip. Trang bị tối tân giúp cứu mạng phi công này hiện mới được trang bị trên các dòng trực thăng chiến đấu KA-50 và KA-52. Theo ghi nhận của lực lượng cứu hộ, các nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường có mang theo áo phao. Tuy nhiên, họ đều tử vong sau cú va chạm của máy bay với mặt nước. Trước khi xảy ra thảm họa trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng, bị mất tín hiệu lúc 17:15 ngày 5 tháng 4. Tại vị trí giáp danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, các ngư dân đã chứng kiến khoảnh khắc được cho là kinh hoàng lần đầu tiên họ gặp trong đời. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Sơn, 54 tuổi, trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, ông và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ trực thăng rơi khiến phi công cùng 4 hành khách gặp nạn. Chiều 5 tháng 4, ông và các ngư dân đang làm việc thì nghe tiếng nổ chói tai. Khi chưa kịp định hình được chuyện gì, ông Sơn nhận được điện thoại của con trai đang đi câu ngoài biển. Bố ơi, ngoài này có máy bay rơi. Con trai ông Sơn kể lại, chiếc máy bay trực thăng lao thẳng xuống biển rồi nổ tung, các mảnh vỡ bắn khắp nơi, một chiếc dù nổi trên mặt biển. Ông Sơn cũng nhớ lại thời điểm khiến ông cảm thấy ám ảnh. Tôi liền hô hào các anh em khác đi xuồng ra, chỉ 5 phút sau, tôi có mặt ở hiện trường đầu tiên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phao nổi trên mặt biển. Gia đình ông Sơn từng cứu sống nhiều nạn nhân bị tai nạn đuối nước, nên việc đầu tiên người đàn ông này nghĩ đến là tìm cách cứu sống nạn nhân. Ông Sơn cũng cho biết thêm, tôi kéo nạn nhân lên nhưng nạn nhân không còn thở. Nhìn thương tích trên mặt, tôi đoán anh ấy bị va đập chứ không phải chết do ngạt nước. Tôi và các anh em khác buộc dây kéo nạn nhân vào bờ, các mảnh vỡ cũng trôi theo sau. Sau đó, ông Sơn gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời cùng người dân tiếp tục quay lại tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân thứ hai được ông Sơn và các anh em khác tìm thấy, tiếp tục đưa vào bờ. Ông Sơn về nhà, lấy tàu nghề có đèn pin cao áp, nổ máy cùng thợ lặn và lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Đến khi thi thể phi công được tìm thấy, lúc này tàu của ông Sơn cạn dầu, ông và các thủy thủ khác mới về. Hơn 40 năm gắn với mặt biển, ông Sơn cho biết đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà ông thấy. Đến giờ, người dân địa phương vẫn xôn xao về sự cố máy bay rơi này. Ông Sơn nói, anh trai tôi nuôi thủy sản cách hiện trường khoảng 2 km, là người chứng kiến chiếc máy bay gặp sự cố trước khi rơi. Trước đó, máy bay quay hai vòng trên núi rồi lượn ra biển, cắm đầu xuống nước. Nếu rơi trên núi chắc không còn gì.
khoảng hơn 9 giờ sáng 6 tháng 4, thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18 người, quân chủng hải quân 38 người, trong đó có 9 thợ lặn, quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Khi vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra tại Vịnh Hạ Long khiến 4 người chết và 1 người mất tích vào chiều 5 tháng 4 vừa qua, ngoài 2 người may mắn thoát nạn khi bị bệnh không tham gia tour tham quan, người thân của các nạn nhân cũng đã tiết lộ những điều không may mắn của các nạn nhân trong chuyến bay định mệnh, khiến ai cũng phải xót xa. Bà Hồ Thị Phương, 72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá Lực cho biết, chuyến du lịch của gia đình ông Lực đã được lên kế hoạch từ trước đó. Tour du lịch này do con gái út của ông Lực là chị Hồ Thị Thanh Hát, tên viết tắt sinh năm 1995 và chồng đặt tour du lịch nhằm mừng sinh nhật của cha mình vào ngày 5 tháng 4. Nhưng điều không may đã xảy đến với các nạn nhân khi ngày sinh nhật trở thành ngày đại tang của gia đình ông Lực và bà Hội. Trước vụ tai nạn xảy ra, hai vợ chồng ông Lực đang sinh sống tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bà Phương chia sẻ, chuyến đi du lịch lần này là để mừng sinh nhật tuổi 59 của ông Lực. Hôm trước cả nhà có rủ tôi đi nhưng vì sức khỏe yếu nên tôi ở nhà. Khoảng 16:30 ngày 5 tháng 4, gia đình có nhận được cuộc gọi của Lực thông báo đã đến nơi an toàn. Cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh, nhưng đến lúc 19 giờ cùng ngày thì không liên lạc được nữa. Hôm nay đúng ra là ngày sinh nhật của em trai tôi, không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại trở thành ngày đại tang của gia đình. Anh Bùi Văn Hải, cháu ruột ông Lực cho biết, trước khi đi, gia đình chuẩn bị khá chu đáo. Khi sự việc xảy ra, anh Hải chia sẻ rất bàng hoàng. Lúc xuống sân bay, cậu Lực có điện thoại thông báo đã đến nơi. Cậu cho biết lịch trình của cả gia đình sẽ đi tham quan Vịnh Hạ Long nhưng không chia sẻ đi bằng phương tiện gì. Đến tối cùng ngày, tôi nghe thông tin thì rất bàng hoàng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Liên quan đến gói bảo hiểm tour tham quan Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng, theo thông tin của một số đơn vị cung cấp tour trực thăng, hành khách có thể được bồi thường lên đến 30 triệu USD trên vụ trong trường hợp máy bay gặp sự cố. Được biết, bảo hiểm trực thăng là loại hình bảo hiểm đặc biệt dành cho các hoạt động của máy bay cũng như những rủi ro xảy đến với khách hàng. Hầu hết đơn vị điều hành tour trực thăng đều ký kết với các đơn vị bảo hiểm chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đơn vị khai thác tour và công ty bảo hiểm nào chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay trực thăng tại Hạ Long hôm 5 tháng 4. Mặc dù vậy, một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long cho biết mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD trên sự vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa 4 hành khách, không bao gồm phi công. Theo cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính năm 2021, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI đã giải quyết bồi thường bảo hiểm 3,5 triệu USD tổn thất toàn bộ thân máy bay cho máy bay trực thăng EC-130T2 số hiệu VN-8632 thuộc Trung tâm huấn luyện bay Công ty Trực thăng miền Nam, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có 3 phi công gồm 1 phi công giáo viên và 2 học viên trên máy bay. Xác chiếc máy bay bị rơi và 3 phi công đã hy sinh được tìm thấy một ngày sau đó. PVI cũng từng tạm ứng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho gia đình 3 phi công hy sinh. PVI là nhà bảo hiểm gốc cho toàn bộ đội bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam từ năm 2009, bao gồm các loại bảo hiểm như bảo hiểm thân máy bay, trách nhiệm dân sự đối với hành khách trên máy bay và trách nhiệm pháp lý đối với phi hành đoàn. Ngoài việc là nhà bảo hiểm chính cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, PVI còn là nhà bảo hiểm cho các hãng hàng không dân dụng tại Việt Nam, bao gồm Vietnam Airlines, Zeta Pacific, nay là Pacific Airlines, Vietjet Air. Máy bay Bell 505 mang số hiệu VN-8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng bị mất tín hiệu lúc 17:15 ngày 5 tháng 4 tại vị trí giáp danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng là đơn vị vận hành hai máy bay trực thăng phục vụ đưa đón khách tham quan Vịnh Hạ Long được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Theo người dân chứng kiến vụ việc, máy bay bị rơi gần một hòn đảo. Nhiều mảnh vỡ của máy bay được phát hiện trên mặt biển.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong số 5 nạn nhân gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại Vịnh Hạ Long vào ngày 5 tháng 4. Vụ việc này có thể đã thảm khốc hơn với số nạn nhân không chỉ dừng lại ở con số 5. Nhưng may mắn thay, đã có tới 2 người thoát nạn bởi trước khi chuyến tham quan diễn ra, họ đã bất ngờ không tham gia. Sáng ngày 6 tháng 4, một góc đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhuộm màu tang tóc. Rất đông người dân đến nhà ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964 và vợ là Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, cùng chú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để chia buồn cùng gia đình. Con gái út ông Lực là chị Hồ Thị Thanh Hát, tên viết tắt, sinh năm 1995 và chồng đặt tour du lịch nhằm mừng sinh nhật cha mình. Bản thân bà Phương cũng được cháu Hát mời đi nhưng do sức khỏe không tốt nên bà không tham gia. Bà Phương kể, đoàn ra đến nơi thì cháu ngoại ông Lực bị đau nên hai vợ chồng chị Hát không thể lên máy bay ngắm cảnh, may mắn thoát nạn. Theo bà Phương, chiều 5 tháng 4, ông Lực gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn, nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. Bà Lê Thị Anh Tuyết, bí thư chi bộ khu dân cư 66, phường Hòa An cho hay, một nạn nhân tử vong khác là bà Phạm Thị B, sinh năm 1958, trú thành phố Đà Nẵng, là bạn của ông Lực. Sau khi đã nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Dự kiến chiều nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về với gia đình. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trong số 5 người gặp nạn. Đến trưa ngày 6 tháng 4, các lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 xảy ra trên biển Hải Phòng, Quảng Ninh vào chiều 5 tháng 4. Thông tin từ hiện trường cho biết, việc trục vớt xác chiếc trực thăng gặp nạn đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay. Trước đó, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã phát hiện và đưa thi thể thứ tư về Quảng Ninh. Trước đó, 15 thợ lặn sâu và trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cả đêm 5 tháng 4. Phạm vi tìm được mở rộng bán kính trên 1 km. Nhiều phương án tìm kiếm được các lực lượng của quân đội thực hiện. Hệ thống camera từ trên cao được sử dụng để tìm kiếm trên cả những đỉnh núi, không bỏ sót bất cứ vị trí nào có thể tìm được nạn nhân. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, phát hiện một máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng gặp nạn. Lúc 19h18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được hai thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay. Một cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, vào lúc 0 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy và vớt thêm được một thi thể khác. Hiện đã tìm thấy tổng số 3 thi thể của các nạn nhân, trong đó có thi thể của đại tá phi công Chu Quang Minh, người điều khiển máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người, cụ thể ông Chu Quang Minh sinh năm 1964, phi công, ông Hồ Tá Lực sinh năm 1964, trú tại thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hội sinh năm 1963, trú tại thành phố Đà Nẵng, bà Hồ Thị Oanh sinh năm 1962, trú tại thành phố Đà Nẵng, bà Phạm Thị B sinh năm 1958, trú tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời cử một tổ công tác do Phó Chỉ huy Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn cùng các cơ quan và 11 tàu xuồng của lực lượng biên phòng, quân sự, công an và tàu của nhân dân xuống hiện trường cứu hộ cứu nạn. Được biết, vào khoảng 17h15, ngư dân phát hiện một máy bay phát nổ và rơi xuống biển tại khu vực đảo Hòn Nét thuộc địa phận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, giáp danh với Vịnh Hạ Long. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thì đây là chuyến bay thứ tư trong ngày của chiếc máy bay Bell 505 mang số hiệu VN8650. Đại diện Công ty Dịch vụ Bay Miền Bắc cũng xác nhận một máy bay trực thăng dịch vụ của đơn vị sau khi cất cánh một thời gian đã mất tín hiệu liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Sau khi xảy ra sự cố, một số người dân đã vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay trực thăng bị rơi. Cùng lúc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của Trung ương, thành phố Hải Phòng và quân khu 3 nhanh chóng tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo diễn biến vụ việc cho các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Hạ Long biết để tham gia tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi nhận được thông tin. Thông tin giới thiệu về dịch vụ bay trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long,
Chiếc trực thăng Bell 505 là loại có 5 chỗ ngồi, có sân bay helipad riêng trên đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long. Chiếc máy bay là thế hệ máy bay mới, nhẹ, do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ, US, FAA và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu, EUASA. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!